OK, hôm nay thì Theo chia sẻ anh chị một cái phần vô cùng tuyệt vời. Ờ, để mà các anh chị trở thành một cái thỏi 500 mà thu hút tiền, hoặc là các anh chị khai thăm dòng tiền, hoặc là các anh chị là cái người mà tạo ra cái dòng tiền lớn, đó, ha? Thì các anh chị cần phải có được những cái yếu tố như sau. Thì hôm trước giờ là Theo đã chia sẻ các anh chị là trước tiên là các anh chị cần phải xác định rõ cái số tiền cũng như cái mục tiêu mà các anh chị mong muốn thu hút về là bao nhiêu. Và nó cần phải có nó cần phải có cái lý do nó cần phải được đặt đúng công thức nó cần phải có lý do nó có cảm xúc nó phải có ý nghĩa rồi giờ cái số tiền đó nó phải thật sự là anh chị phải có đủ cái lý do để anh chị có thể đàm phán được rằng là anh chị đang cần cái số tiền đấy anh chị xứng đáng với cái số tiền đấy được không ạ thì đó là theo đã chia sẻ vào cái ngày đầu tiên à, ngày số 2 đó chính là thôi hướng dẫn các anh chị cái cách để mà mình đưa được cái năng lượng của mình lên cái năng lượng của tiền bạc À, anh chị phải đưa mình về cái tần số của dòng tiền thì các anh chị mới thu hút dòng tiền được các anh chị ạ. À. Dạ. Yeah. Ok. Và cái cách số 3, bước số 3 đó chính là các anh chị phải chuyển đổi cái cảm xúc của mình, chuyển đổi cái cảm xúc của mình đúng không ạ? Và mình thay đổi cảm xúc của mình cho nó cùng với cái tần số của tiền. Và liên tục trong vòng 24 giờ một ngày các anh chị phải giữ được ở cái tầng số đó. Và cái thứ tư, chính là bây giờ theo thứ dẫn các anh chị cách để mà mình có thể có được những cái hành động đúng đắn cũng như là có những cái lời nói đúng đắn cũng như là mình có những cái suy nghĩ đúng đắn để mà mình có thể gia tăng được dòng tiền và hôm nay thì theo sẽ chỉ nói với các anh chị về cái hành động và uh, những cái hành động đúng đắn thôi và những cái uh, cái lời nói đúng đắn thôi còn để vào cái suy nghĩ các anh chị thì cái này nó rất là nhiều à, các gia à, thì theo sẽ hướng dẫn thêm các anh chị vào thứ bảy được không ạ OK và bao nhiêu chị đây mình sau khi mà mình đã rèn luyện thì mình đã trở thành một thỏi 500 thuốc tiền đâu ạ? Nên là anh chị là à, ở đâu các anh chị có thể hút một tiền được? Ở đâu anh chị cũng có thể hấp dẫn tiền bạc được ạ? Còn nhiều hay ít thì nó còn à, tùy thuộc vào cái năng lượng cũng như là cái cái suy nghĩ các anh chị nha. OK nhé. Yeah. hồi xưa các anh chị bản thân của em theo không phải là cái người thuốc tiền bạc đâu hồi xưa em là cái thỏ 500 đẩy tiền dạ yeah. đẩy tiền bạc chứ không phải là hút tiền rồi bao nhiêu anh chị đây là thỏ 500 đẩy tiền nè à? có nghĩa là tiền với anh chị nó không có cùng không cùng tần số Nên là, là anh chị làm ra tiền anh chị không có giữ được nó tại vì sao tại vì mình không phải là thỏ 500 giữ tiền anh chị có biết cái thỏ 500 không ạ nó sẽ có thể hấp dẫn được những cái Ờ, nó sẽ hấp dẫn được cái gì ạ ờ, nó hấp dẫn được cái gì các anh chị ơi nó hấp dẫn được những cái thanh sắc này kia đúng không ạ đó là cái thỏi 500 Nó hấp dẫn được những cái thứ cùng tầng số với nó đúng không thế thì các anh chị cứ tưởng tượng như mình là một cái thỏi 500 vậy đó anh chị giống như một anh chị cũng có một cái tầng số và anh chị đang cũng hấp dẫn mọi thứ không có khác gì là cái cái thỏi 500 cả yeah nhưng mà cái quan trọng là anh chị đang hấp dẫn cái gì nè ví dụ như rằng là tiền mà nó không đánh được với các anh chị hoặc là nó đánh được đấy rồi nó lại đi đấy rồi nó lại đi nó không ở nhiều không ở lâu trong tài khoản của các anh chị nó không ở lâu nó không ở nhiều ở trong cái tài sản các anh chị và theo đó từng chứng kiến rất là nhiều anh chị ha đi làm rồi mình cũng tạo ra rất là nhiều tiền nhưng mà cái tiền đó nó cùng lắm là nó nằm trong tài khoản của các anh chị á, chỉ có một thời gian ngắn mà thôi bao nhiêu anh chị ở đây tài khoản ngân hàng của mình không quá 70 triệu ạ à? Yeah. Yeah. có không Thậm chí là có một số anh chị là làm lớn lắm luôn rồi. rồi, doanh nghiệp lớn luôn Rồi, hằng ngày dòng tiền ra, dòng tiền vô là cả tỷ, cả tỷ, cả tỷ Cả nghìn tỷ luôn các anh chị ha Cả chục tỷ, cả nghìn tỷ luôn Nhưng mà trong túi lại không có tiền Đấy là trong cái tài khoản cá nhân của các anh chị Trong cái tiền cá nhân các anh chị nó không có đồng nào hết Thậm chí là không được dương luôn Thế thì nó đến từ đâu ạ? À? Nó đến từ cái việc rằng là các anh chị không thiết lập Không có xây dựng, không có gầy dựng cho mình một trở thành cái cái nậu tâm bên trong các anh chị á để nó trở thành một cái thỏi 500 Thuốc tiền bạc các anh chị dạ yeah. ok ở đây là là ở đây á các anh chị em không biết các anh chị làm lớn bao nhiêu bao nhiêu anh chị ở đây mình nghĩ là mình đang làm rất là lớn rồi mình kinh doanh lớn rồi mình làm uh, công việc kinh doanh là cái, cái cái, cái dòng tiền của các anh chị đúng không ạ uh, dòng tiền các anh chị rất là lớn luôn nhưng mà chúng ta sẽ bàn về cái việc rằng là hiện tại các anh chị có bao nhiêu tài sản hiện tại các anh chị có cái dòng thu nhập như thế nào cái dòng thu nhập cái dòng lợi nhuận hàng tháng anh chị tạo ra là bao nhiêu anh chị giữ lại được bao nhiêu à, anh chị đã giữ được bao nhiêu cái tiền tài của cải xung quanh của mình thì cái đó nó mới quyết định là cái thỏi 500 của các anh chị nó đang tuyệt vời hay không rồi có một số anh chị đó mà mình cũng rất là may mắn mình biến mình trở thành một cái thỏi 500 uh, thu hút thu hút uh, tiền bạc ha, các anh chị ha? em đã từng chứng kiến có nhiều uh, anh chị rằng là mình làm trong vòng 10 năm mình trở thành một cái thỏi 500 cũng thu hút tiền bạc dữ lắm thôi các anh chị ha? anh chị có xe anh chị có nhà anh chị có bất động sản thậm chí là có chục bất động sản chục mảnh đất luôn các anh chị nhưng mà sao ạ à? đơn giản lắm các anh chị ha? em kể anh chị nghe câu chuyện câu chuyện đó là từ một cái người chị chị ấy đi làm rất là nhiều năm và cái thời điểm mà mới đi làm đó, là chị ấy rất là khao khát rất là khao khát muốn có tiền nha chị ha à? thế thì bởi vì quá khao khát nên là cái, cái trong người của chị ở trong cái đầu chị đó là tất cả là để suy nghĩ về tiền bạc nghĩ về tiền bạc một trăm phần trăm là nghĩ về tiền làm sao để có tiền làm sao để mà tạo ra dòng tiền đấy và bởi vì cái, chính vì cái suy nghĩ đó nó, nó cao quá nha chị nên là nó giúp cho chị rằng là sao ạ thứ nhất là hấp dẫn được hấp dẫn được cái người cái cái gia đình chồng gia đình chồng có một cái điều kiện rất là tốt cho chị ấy một cái khoản giống đầu tiên đấy anh chị nhớ không ạ à? đó là cái câu chuyện mà 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 những anh chị học nhiên của em theo em theo uh, nhận ra được các anh chị uh, ban tổ chức mình việc anh chị uh, Ủa mà mình đang làm gì mà mình mình, mình có thấy không ạ à? có đang học tập trung không ta thì anh chị biết không ạ à? thì cái 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 người chị đấy là uh, mới hấp dẫn được cái gia đình chồng rất là có điều kiện nha chị ha? cái cho chị ấy một cái khoản tiền đầu tiên để mà mình xây nhà mua đất thì sau khi mà mua mua đất xong rồi thì với cái mảnh đất nó là trúng đó anh chị mà đất nó trúng xong là chính vì nó trúng cái mảnh đất nó nên là khao khát bán ra à, mua xong rồi bán ra cái là cái tiền ví dụ như ở ban đầu chỉ có 500 triệu thôi mà mua bán ra nó lên tới 2 tỷ đó cái từ cái 2 tỷ đó bắt đầu cái là gì à? bắt đầu là dùng cái hai tỷ đó đi đi mua tiếp ở cái cái đất ở nơi khác thì sau khi là là mua xong rồi khao khát thành công quá thôi thì thì cái mà đất nó lại gia tăng lên nó lại gia tăng lên là trúng thêm mà là nó lại lên từ 2 tỷ đó rồi cứ gầy dựng gầy dựng gầy dựng trong vòng một năm hai năm cứ mua xong rồi bán mua xong rồi bán mua cái này bán cái kia uh, mua xong rồi bán rồi cứ như vậy các anh chị uh, cứ như vậy mà mất tiền cũng có mà có tiền cũng có luôn nhưng mà cuối cùng là sẽ dòng tiền giá rất là nhiều các anh chị tiền vô như nước tiền vô như vũ bảo tiền vô như là là dâu dạt dầu giặc mỗi ngày mỗi ngày tiền vô mấy trăm triệu mấy trăm triệu mỗi ngày em hỏi các anh chị rằng là 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 nó vô mấy trăm triệu mỗi ngày bởi vì sao ạ à? bởi vì cái dòng tiền nó cứ vô mấy trăm triệu như vậy và chị này đã trở thành một cái người là mình không có cảm thấy trân quý cái đồng tiền đó nữa các anh chị cảm thấy tiền đó là cái thứ gì đó rất là uh, dễ dàng nó rất là nhẹ nhàng và chị biết không ạ à? chị cứ bung tiền ra mua đất này mua đất kia có cái đất nào cứ nghe ngóng là cứ mua mua thoải mái mua mà không cần suy nghĩ thậm chí là vay cả cái 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 này kia để mà mua thêm đó rồi à, à, gia đình rất là chi tiêu rất là thoải mái à, cứ hứng lên là mình sẽ mời bạn bè cứ cứ, cứ cứ vui vẻ là mình kêu bạn bè ra kêu bạn bè ra ra ra, ra rồi, rồi rồi đái cả dòng họ đái cả bạn bè như vậy và cứ à, cứ cứ thích cái gì là cứ cứ mua cho gia đình rồi cứ thích ở đâu là cứ đi du lịch ở đó và các anh chị biết không ạ chính vì cái thời khắc chính vì chính vì từ cái thời khắc mà nhiều tiền thì vô như vũ bảo thì vô như nước các anh chị không có không có thiết lập cho mình cái thói quen sử dụng tiền đúng và mình đã trở thành một cái cái người không có trân trọng đồng tiền coi như là xài cái gì xài tiền như nước coi như là mình bung sẵn sàng bung tiền ra sẵn sàng mua mà không hề tiết tiền không hề căng căng đắt nhất không hề là phải có một cái kế hoạch chi tiêu cho nó cụ thể các anh chị ấy và nó chị làm cần xe là mua xe cần nhà là mua nhà rồi à, à, cứ mỗi một tuần vậy cái ưng cái là bạn bè bạn bè cứ bạn không quen bạn bè không quen rồi cứ kêu ra xong rồi cứ đãi ăn vậy rồi ăn chơi xả lái vậy xong à, các anh chị biết không ạ à? thì theo và chính vì cái cái lối sống đó anh chị nói ạ à? chính vì cái lối sống đó chính vì cái thói quen đó nó để lại cho anh chị một cái nghiệp nó chính là cái nghiệp gì ạ à? nó cái nghiệp nó đơn giản là cái gì cái nghiệp là những cái thói quen của các anh chị cái lối sống của các anh chị và vô tình cái 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 người chị đó đã để lại một cái lối sống là gì vậy? cái lối sống là xài tiền phung phí cái lối sống là gì vậy? không có không có gì vậy? không có kỷ luật trong cái việc sử dụng tiền bạc và cái cảm xúc về tiền nó bị mất đi các anh chị cảm xúc mà yêu quý tiền bạc như tiền vô như vũ bảo mà. ngày nào vô mấy trăm triệu mấy trăm triệu đều hỏi các anh chị rằng là 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 anh chị sẽ gì anh chị có cần trăm quý đồng tiền đó nữa không nó bị thường rồi tiền vô nhiều quá nên là nó thường rồi các anh chị ơi nó thường rồi và chính vì cái thời khắc mà xem thường mọi thứ và em nói các anh chị rằng là một sau 10 năm cái cuộc sống mà à, tiêu xài cái cuộc sống mà mà thoải mái về tiền bạc cứ thích cái gì là mua cứ ưng cái gì là xài cứ gia đình sao là cứ lâu là, là đái bạn bè này kia sau 10 năm để lại cho mình một cái nghiệp cái nghiệp đó cái nghiệp là cái gì anh chị biết không cái nghiệp ở đây nó là cái thói quen sống của bạn cái thói quen sống là gì à? theo các anh chị là bao nhiêu năm nay tiêu xài tiền vậy nó thoải mái không nó quen không nó trở thành một cái thói quen các anh chị nó trở thành một cái thói quen và nó để vô tình nó để lại cái 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 đó là gọi là cái nghiệp của mình nó là cái thói quen của các anh chị, quen tiêu tiền, sống không có một sự kỷ luật và xem thường hầu như tất cả về tiền bạc các anh chị, nó vô tình nó thiết lập cho mình cái cách sống như thế và chính vì cái lối sống đó, sau một năm sau hai năm và nó nó đã thiết kế lại cho anh chị và nó làm cho các anh chị sống, mỗi thứ sẽ rời xa bạn, tiền bạc rời xa chị ấy em nói các anh chị là trong nhà là đến cái gì bán được là bán hết các anh chị nha nó là là cái gì bán được là chị bán hết luôn á bán hết luôn nhiều lắm anh chị nào đến đây học với em là em nói là 10 anh mười anh chị mà mà hồi trước nhiều tiền là tám anh chị là phải bị dính như thế này. không những bán là nó xe bán luôn ha có chiếc xe đi bán luôn nhà bán luôn rồi bao nhiêu có bất động sản là gầy dựng đâu bao nhiêu là bán hết bán bán mà bán đâu phải bán giá cao rồi bán giá lỗ luôn và sao ạ à? làm lại cuộc đời em mới kêu là gì vô đây học viên em làm lại cuộc đời bây giờ được cái tiết nữa tiền của vật ngoài thân vô đây học viên em làm lại cuộc đời ở đây môi trường câu lạc bộ hướng dẫn cái gì ạ à? kinh doanh chân chính làm ăn chân chính rèn dũa bản thân, rèn dũa tư duy, rèn rèn dũa cho mình những cái niềm tin đúng đắn, những cái suy nghĩ đúng đắn, những cái cảm xúc đúng đắn, những cái hành xử đúng đắn, làm ăn chân chính, sử dụng xây dựng cho mình một cái công việc kinh doanh, xây dựng cho mình một cái dòng tiền nó bền vững các anh chị, nó không có phải là ờ, mình cứ phải rằng là, là tập trung vào cái việc là kiếm tiền nhanh này kia để rồi cuối cùng thì sao anh chị có đấu xài được cái tiền thôi và các anh chị cần phải thiết lập từ bên trong lẫn bên ngoài anh chị thì anh chị mới có thể làm ra và giữ gìn cái tài sản của các anh chị được ha ok không Đấy, có một số anh chị là anh chị nói rằng là gì vậy? À, thế có rất là nhiều người họ có học phát triển bản thân đâu chị thấy vẫn đang kiếm tiền tốt kìa chị thấy mấy bạn đó có có rèn rửa bản thân gì đâu có rèn giữa cảm xúc suy nghĩ giống như theo đâu theo nói đâu mà chị thấy họ vẫn kiếm tiền âm ầm, ầm kia em kể anh chị nghe một câu chuyện anh chị muốn em kể một câu chuyện liên quan tới vấn đề này không ạ à? hồi xưa em cũng vào môi trường câu lạc bộ học giống như các anh chị đây cái thời điểm đó em chưa có làm ra tiền em mới học thôi em chưa có làm ra tiền em chưa có đang đang học rèn dũa từ bên trong rồi xong rồi mình mới học kinh doanh rồi mình mới đi kinh doanh rồi mới tạo ra tiền đúng không ạ à? thì thời điểm này không có bán được hàng em cũng bán hàng lai ra vậy thôi chứ không có không không có gọi là tự do tài chính đâu, không có tạo tạo ra dòng tiền lớn đâu bán một đơn thì có hai trăm rưỡi ngàn xong rồi tiền lợi nhuận thì nó có 50 mươi ngàn thì một tháng bán được một đơn hai đơn chứ đâu bán được nhiều đâu có biết đâu bán đâu có biết đâu có người nhà ủng hộ thì mới bán được thì em nói các chị là cái thời điểm đó là em có cái nhỏ bạn học cùng lớp thì hồi xưa là học cùng lớp với mình các anh chị thì khi mà em theo mới mới học môi trường câu lạc bộ thì thì em biết rằng là cái người mà mà thành công đó là không than vãn không đổ lỗi không oán trách À, các anh chị không tham bạn không đổ lỗi và không ăn trách thì cái người bạn này có theo là, là là trùm đổ lỗi luôn trùm thang luôn các anh chị không phải là, không phải là bạn mà gọi là cứ như là bạn hồi xưa học cùng lớp thì, thì, em gọi nó là bạn thôi chứ không có phải là gọi là bạn phải chơi hàng ngày thì vô tình lúc đó là em mới phát hiện ra là, là là nó đi nó, nó, ở quê nó mấy đứa bạn khác là đi Sài Gòn hết rồi riêng cái nhỏ này là ở quê thành ra em mới kết nối em mới uh, uh, đi làng rồi đó mình em đi bán trà sữa còn nó đi bán đất còn em đi bán trà sữa cái thời điểm đó em đi bán trà sữa còn bạn của em đi bán đất các anh chị tại vì để làm đất các anh chị bán, bán, bán đất bất bán, bán động sản thành ra là nó sẽ, mỗi lần bán một cái bất động sản vậy là nó sẽ được cái hoa hồng rất là cao hoa hồng từng đó là 10 triệu trong khi mà em đi làm em đi bán trà sữa thì em có được đâu đó là có mấy triệu một tháng à thế thì lúc này là, là, là bạn quen nó làm tiền nhiều hơn em mà nó làm ra tiền rất là nhiều còn và ở nhà nó nuôi con các anh chị nó nói rằng là thêu ơi mình đó nha là mỗi tháng đó là mình mình tiền mình về mình cứ bỏ trong trong cái tủ đó rồi rồi mẹ mình đó là cứ cứ nuôi nuôi con của mình là cứ rút ra rút ra là tiêu rút ra tiêu mình mới để ra 10 triệu mà mẹ mình xài tiền kiểu gì không biết rút rút ra hoài hết luôn cái em mới ngồi suy nghĩ ủa hết ủa, ủa ủa hình như là mình học trong môi trường có lạc bộ là là mình phải quản lý tiền xuất sắc mà ta nếu mà quản lý kiểu này là đâu có xuất sắc đâu mà mà sao bạn mình nó vẫn kiếm ra tiền <laughs> dạ yeah. ủa nó, làm không có đúng công thức mà sao nó không làm ra tiền còn mình không làm ra tiền đó kỳ ta nó sao kỳ lạ ta cái em mới thắc mắc ủa trong môi trường có lạc bộ là chỉ mình mở quỹ cho tài chính rồi quản lý tiền rồi chi tiêu là phải hỏi ba câu hỏi rồi các thứ mà mà ở đây bạn mình sẽ nó xài tiền kiểu này mà nó không làm ra tiền trong khi mình thì không có hai các anh chị Ờ à, các anh chị nào gặp cái trường hợp này không mà, 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 lúc nào nó cũng khoe là mình mới mình mới tháng này mình mới vừa bán cái đất kia được 5 triệu 10 triệu này kia nó khoe vậy đó các anh chị ha đó, nó cứ khoe hoài vậy đó cũng thấy người ta Xong rồi mình 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 cái xong cái đó em mới đặt câu hỏi đất mắt cũng sao kỳ vậy ta môi trường có lộc bộ rèn luyện mình kỹ lưỡng mà sao bạn mình nó, nó xài tiền kiểu vậy nó cũng có tiền hay thiệt đó cái xong cái là em mới uh, ok nhưng mà em vẫn rất là tin tin tưởng môi trường câu lạc bộ em không có thay đổi đâu không có thay đổi nó thay lòng thay lòng đổi dạ đâu các anh chị chỉ là thắc mắc vậy thôi nhưng mà uh, anh em môi trường câu lạc bộ chỉ gì lại vẫn làm đó uh -huh. không thấy người thành công cái xong cái một thời gian trôi qua cứ mỗi ngày mà em cứ gặp gặp bạn của em á mỗi ngày mà gặp nó là cứ vô tình gặp nó là nó thăng đó các anh chị ha ừ nó cứ lâu lâu đi ngang thì nó ghé nhà em sống vô thang đã rồi về Thang đầu là trời ơi tao nói con của tao mới mới đó mà thiệt chứ tao mới chở nó đi về luôn mỗi lần em điện đó tao mới chở con của tao đi khám về rồi mới chở con đi khám về mất mấy triệu rồi à, bây giờ tao phải đi mua sữa cho nó này quá trời thì xong rồi thấy rồi nó than đủ trời rồi mẹ tao đến này kia rồi tao nói mày nghe chồng của tao thiệt tình luôn. Rồi, trời, nó đây kia cho nó than đủ đủ bảy bảy bốn chín câu chuyện em đặt câu hỏi ủa sao môi trường có lạc bộ dặn là cái dấu hiệu của người chưa thành công là than bản đổ lỗ và ống cắt mà sao nó vẫn làm ra tiền đó hay vậy ta sao bạn mà nó nó thang như là trời sống mà nó vẫn làm ra tiền hay vậy trong khi mình sống rất là chúng chỉnh mình chả có than gì đâu mình sống mình được rèn luyện kỹ lưỡng mà mình có than thỏ gì đâu trời mà, mà, tiền của mình nó không nhiều bằng bạn mình đấy các anh chị có tin câu chuyện đó không? mà em nói cái gì là ngày hôm nay là bạn đó là đang là người. một cái vấn đề đó chính là về một thời gian sau đó các anh chị thì trong cái lúc mà bạn làm ra tiền nó xong rồi bạn dùng cái tiền đó rồi bạn đi đầu tư cổ phiếu rồi cái gì mua đi bán lại hay gì gì ấy đầu cơ đó cái thứ đó xong rồi rủ thêm anh em họ hàng gì đó rồi, rồi mua thêm rồi hả làm ra không có nhiều tiền nhưng mà cứ cứ kiểu như là mua cái đất này đầu cơ cái chị mua đất này giữ đó xong rồi bán cái đất kia à, cái gì nghĩa là giống không có nhiều mà cứ uh, mua theo kiểu rằng là mua trước á là mua liều trước cái mảnh đất đó giả sử như bạn có 500 triệu thôi mua liều trước mảnh đất đó là 2 tỷ, một tỷ rưỡi là vay cái khác, xong rồi mua liều hết xong rồi bây giờ về ngồi tranh cho bán ra, bán ra thì mới có tiền còn bán không ra là, là dính luôn, dính kèo luôn cái là cứ làm như vậy và cứ làm ba bốn cái vậy cái đúng cái thời điểm mà 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 mọi thứ nó không thuận lợi đấy các anh chị thì bạn nó gặp ngay luôn cái cái cuộc khủng hoảng tài chính luôn là bao nhiêu cái người mà mà bán mượn tiền để mà mà đầu tư các thứ này kia đó ờ, đâu có tiền trả cho họ đâu rồi bao nhiêu cái người mà họ dính đất đó, dính bất động sản đó họ đòi cuối cùng anh chỉ biết sao mà họ đòi cái bạn không trả tiền bạn đâu có tiền để trả đâu rồi Tôi có thì đâu trả không đòi riết không có tiền trả cái mọi người kiện chứ kiện bạn có theo luôn kiện kiện của bé đó luôn kiện nó cái xong nó đâu có tiền trả đâu thì kiện thì bây giờ tôi tôi đi tôi tôi đi thôi chứ bây giờ tôi đâu có tiền để trả đâu anh chị vô mà cái xong rồi cái nhỏ này bây giờ bởi vì nó có con nhỏ nên là nó ở nhà nó không có đi vào đó thôi rồi thì coi như câu trả lời của em được trả lời em mới em mới nói là thường ừ. thì đúng rồi vậy là môi trường có lộn bộ mà chỉ mình là đúng chỉ mình là đi đúng đường đi đúng hướng luôn đầu tiên là rèn cho mình cái con người rất là chuẩn chỉnh nha chị em ạ tuy em không làm thời điểm thời điểm đầu tiên em không làm ra nhiều tiền mà bạn của em công nhận không và và em không có gọi là nhưng mà em sống rất là chuẩn chỉnh em chuẩn chỉnh từng cái lời nói em chỉnh chu từng cái lời ăn tiếng nói từng cái cảm xúc của mình từng cái cư xử Úi. cử chỉ của mình các anh chị được rèn luyện được rèn giũa rất là kỹ lưỡng và cái thời gian mà em được rèn luyện đó bạn của em cái nói rằng là thế ơi mày cứ đi đi chơi đi chứ mày cái suốt ngày mày cái cắm đầu cho mày học hoài vậy theo đi mày theo tao có học hành gì đâu tao cũng làm ra tiền mà thấy không đó anh chị hình dung ạ nhưng mà em được rèn luyện rất là kỹ lưỡng từ cái suy nghĩ từ cái suy nghĩ theo người thành công cái cách mà mình xài tiền mình mình rất là chỉnh chu tiền bạc mình rất là chỉnh chu trước khi xài tiền mua cái gì mình đều phải đặt câu hỏi mua cái này là để làm gì mua cái này là bây giờ có cần thiết không đó rồi tiền nào là tiền chi tiêu là mình phải trí ra tiền nào là tiền chi tiêu tiền nào là tiền để mà mình mình tích góp một phần lại để mà mình gia tăng mình phát triển cái tư duy của mình mình tích góp một phần lại để mình gia tăng cái trí não gia tăng cái sức khỏe của mình rồi mình lo sức khỏe cho cha mẹ mình lo sức khỏe cho 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 bản thân của mình các anh chị các anh chị thấy không ạ vào một thời gian sau em đi lên rất là chuẩn chỉnh em đi lên rất là nó nó theo một cái đường đi lên và em cứ thế mà em cứ đi lên em cứ sống mình cứ làm ra tiền xong rồi lại tập quản lý số tiền đó để em lại rèn luyện bản thân rồi em lại cứ làm việc em vẫn cứ tập tành kinh doanh tập tành buôn bán kinh doanh chân chính em không có làm cái gì mà đầu đồ cơ đầu đồ, đồ vậy các anh chị rồi sao ạ à, mình làm công việc kinh doanh mình tạo ra tiền rồi mình có thì bao nhiêu mình trích một phần đó mình để dành đó rồi mình nhí mình có để dành mà tích góp rồi mình có muốn mua, mua bất động sản hay mua gì thì mình mua chứ mình không có vay mượn của ai đầu tư mà vay mượn của ai là không có được tại vì tiền đầu tư nó đâu phải là cái tiền mà tiền đó là tiền nằm lâu dài mà các anh chị công nhận không đầu tư là những cái khoản mà anh chị đầu tư nó lâu dài mà bây giờ mình 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 đi vay mượn người khác thì là thì là tiền đâu mà trả liền cho họ được các anh chị nhưng mà vậy em cứ sống như vậy và cứ đi lên đi lên và ngày hôm nay thu nhập em cứ thế mà từ từ nó đi lên tài sản em từ từ nó cứ dư ra rồi công việc kinh doanh của em nó càng ngày càng phát triển cứ từ một mẫu khách hàng rồi đến hai khách hàng rồi đến 10 khách hàng rồi đến một trăm khách hàng trong cái cái doanh nghiệp của em nó cứ một trăm khách hàng lui tới sử dụng dịch vụ của mình rồi mình gây dẫn lấy hai trăm khách hàng nó cứ đều đều như vậy và cứ đi lên lên đi lên rồi cái dòng tiền mà nó cứ tạo ra tạo ra như vậy nó bền vững không các anh chị? Đấy nên là có một số anh chị cứ hỏi rằng là chị thấy bạn chị có học hành gì bạn chỉ học hành gì đâu mà rồi thuyết phục các anh chị chưa ừ rồi có đủ thuyết phục các anh chị không ừ ở đây là cái thói quen sống của các anh chị đó, nó quan trọng lắm cái thói quen sống của các anh chị nó muốn quyết định cuộc đời của anh chị nếu như các anh chị đang làm ra tiền bao nhiêu em không biết nhưng mà chỉ cần em nói chuyện với các anh chị trong vòng 3 phút mà em thấy rằng là 80 phần trăm trong cái câu trong cái 3 phút đó anh chị dùng để than vãn hoặc là đổ lỗi hoặc là trách một ai đó thì em biết chắc luôn rằng là tương lai tài chính các anh chị không bao giờ thịnh vượng được Vậy thói quen sống của các anh chị nó mới quyết định cuộc đời của anh chị và các anh chị có đang làm ra tiền như thế nào em không biết nhưng mà em nhìn thấy các anh chị sống không kỷ luật sống không nhất quán lúc thì là ưng, lúc thì ưng thì làm lúc ưng không thì em cũng không có thấy anh chị tuyệt vời được mà mình chọn đối tác mà anh chị không nhận không mình là người mình chọn đối tác mình chọn người đồng hành với mình thì mình phải chọn cho kỹ chứ không ạ thì các anh chị cần phải để ý như vậy ha ở đây là các anh chị nào mà em mà em chỉ cần một phút ba giây đầu tiên quan sát quan sát gương mặt quan sát lời nó đó là lý do tại sao mà em gọi các anh chị em hay gọi video khô ấy gọi để quan sát anh chị nào được em gọi video khô rồi nói nghe anh hả em gọi để em nhìn thứ nhất là gương mặt các anh chị thứ hai nữa là dạ à? để xem thử cái cái, cái thói quen sống các anh chị như thế nào để coi thử các anh chị cần mình cần hỗ trợ nên chị cần phải thay đổi gì thôi mình quan sát kỹ thì em mới giúp các anh chị được chứ giờ không quan sát sao giúp được các anh chị ha em quan sát như vậy nhìn cái video khô các anh chị em mới thấy được là à, à, thường thường là khi mà nói chuyện với em á thì khi, khi em nói chuyện thì anh chị sẽ để ý em nói hay là anh chị nhìn chỗ khác ví dụ như là em đang nói chuyện với các anh chị mà anh chị nhìn chỗ khác là em biết là anh chị không có thói quen tập trung đấy đúng không không có thói quen tập trung biết liền đó nhưng mà khi mà em gọi gọi video khô các anh chị mà em thấy em đang nói mà anh chị cứ lắng nghe là em biết là cái người này có khả năng tập trung rất cao độ đấy là là ngon người nào có khả năng tập trung cao là người đó thiệt giỏi gì đúng không ạ đấy và ví dụ như là em đang nói chuyện mà các anh chị uh, có thể là các chị sẵn sàng gì anh chị uh, tập trung vào cái câu chuyện là anh chị em biết anh chị là cái người rất là coi trọng em hoặc là coi trọng môi trường đấy là là do cái người này xứng đáng mình hỗ trợ nè <cười> <cười> nhưng mà lần đầu tiên em gọi nha mà em thấy thứ nhất hôm trước có người chị kia nói là thiêu chị khao khát thành công ờ, em gọi chị đi cái uh, xong em gọi qua cái gì đó là bây giờ là chị bận lắm chị không có rảnh để mà nói chuyện với em chị bận lắm chị bận từ nói chung là chị rất là bận luôn chị, chị không nói chuyện với em được <laughs> coi như là qua bữa hôm đó là em không em không em không gọi chị đó nữa luôn chị chị bận lắm bây giờ là để chị coi thấy coi là từ bây giờ đến chiều tối thì chắc là chị cũng không nói chuyện với em được mà tối chị cũng bận con cái này kia hồi tối không nói chuyện được thôi gì để sáng mai sáng mai đi coi chị rảnh rồi chị, chị, chị sẽ báo rồi em gọi <laughs> là là có gì bữa người em nó không muốn nói chuyện luôn đó, anh chị xong cái là kể từ đó em không có gọi về, về cho chị nữa cái xong em nói là ok 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 rồi bởi vì sao mà bởi vì bởi vì chị chưa chưa có đủ cái khao khát để mà thành công nên là bây giờ em có dành thời gian cho các anh chị đi chăng nữa thì nó cũng không có vô được nó cũng không có không có không có ra được tại vì nếu như mà các anh chị đang cái việc mà thay đổi cái cái việc cái việc mà thay đổi và phát triển bản thân của các anh chị đang là cái việc quan trọng nhất đúng không ạ? đang là cái việc quan trọng nhất thì các anh chị sẽ ưu tiên ưu tiên để anh chị nói chuyện cái cuộc gọi đó cho nó, nó, nó xong anh chị nhau không ạ không phải là em chắc các anh chị như là mà em biết rằng là cái đó nó chưa là quan trọng với các anh chị nên em sẽ không nói nữa ờ, ừ, em sẽ không có nhắc nữa bởi vì em thấy nó chưa đủ quan trọng với các anh chị thôi đúng không? thì đó là cái cách để mà các anh chị phải có một cái kỹ thuật các anh chị phải có một cái cái chuyên gia nếu như các anh chị muốn làm việc với con người á, Thì các anh chị cần phải giỏi trong cái việc là Quan sát và lắng nghe Các anh chị mới biết được rằng là Người ta như thế nào để mới hỗ trợ được các anh chị Mục tiêu của mình là để em muốn giúp đỡ Nhưng mà bây giờ một ngày các anh chị có 24 tiếng đồng hồ Bây giờ một ngày em có chỉ có 4 tiếng để em gọi điện Em hỗ trợ cho các anh chị thôi đúng không Thì em phải lựa người Em phải lựa đối tác người Lựa các anh chị nào mà thật sự rằng là em gọi cái cú đó là anh chị thay đổi luôn cái cuộc gọi đó của em là giúp cho các anh chị thay đổi và thay đổi ngay bây giờ và ngay lúc này luôn thì em phải lựa Thứ nhất là em phải xem thử là các anh chị có đang tập trung hay không Các anh chị có đang thật sự khao khát để mà thay đổi cuộc đời hay không ở thứ hai nữa là anh chị có đang thật sự là một trăm phần trăm để 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 hướng đến sự sẵn sàng hành động sẵn sàng thay đổi hay không thứ nhất là anh chị có đang tập trung để đang khao khát để thay đổi hay không thứ hai là mình có sẵn sàng hành động sẵn sàng để mà mà làm theo người thành công và và thay đổi hay không đấy chứ còn nếu mà chỉ ra đã đời xong mà không làm theo thì cũng như không <laughs> nên là nên là các anh chị cần phải có cái cái thói quen là quan sát quan sát rất là tốt đầu tiên là mình quan sát bản thân của mình ok không các anh chị ơi mình học cái cách mình quan sát bản thân của mình khi mà các anh chị quan sát bản thân của mình thì anh chị mới biết rằng là mình sai ở đâu mình không đúng ở đâu mình mình nói cái gì nó không chính xác thì mình mới thay đổi được các anh chị tại vì chỉ có mình mới giúp đỡ được mình thôi không có cái ông thầy nào mà có thể là là, là tới nhà của bạn ngồi với bạn 24 trên 24 và kìm bạn được chỉ có mình mới giúp được đỡ được mình vậy thì mình phải có cái khả năng quan sát tốt quan sát cái gì ạ anh chị ghi vô nè đó chính là anh chị quan sát cảm xúc của mình thấy cái cảm xúc mà nó nó không có vui hơi đố kỵ rồi nó hơi gọi là ganh tị đố kỵ hay là nó có những cái dấu hiệu mà ganh ghét người khác là phải thay đổi liền anh chị chuyển qua cảm xúc biết ơn liền chứ không có là tiền bạc là nó kéo nhau đi hết á anh các chị nha anh chị nhớ nè cái cảm xúc hạnh phúc yêu thương biết ơn khi nào anh chị ở trong trạng thái cảm xúc yêu thương biết ơn thì bạn mới thu hút tiền bạc. Anh chị mới có thể giữ được giữ được thôi nha, mà thu hút được tiền bạc thôi nha. Ok không ạ? Đó là cái yếu tố về cảm xúc. Thứ hai đó chính là anh chị phải quan sát cái gì ạ? Cái hành động của mình. Quan sát cái hành động của mình các anh chị cái thói quen của mình ấy thói quen sống của mình ấy ví dụ như anh chị thấy là mình đang sử xài tiền phung phí, mình muốn mua cái gì là mình mua, mình ra mình mua cái đó mà mình chả có suy nghĩ hết, mình không có gọi là mình mình không có dùng lý trí các anh chị mà mình dùng cái cảm xúc, thì anh chị suy thẳng ra dùm em luôn là tiền bạn nó sắp rủ, rủ nó sắp đi chơi đó, nó sắp kéo nhau đi khỏi cuộc đời anh chị luôn á. Thì mình phải quan sát lại, à, sao mình thấy mình tiêu tiền, Sao mình thấy mình tiêu tiền thoải mái vậy ta, mình không có, mình 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 không có kiểm kê okay, cái đồng tiền của mình, mình không có đặt câu hỏi là mình mua cái này là mình cần chưa? Thế thì mua linh tinh đi, là rồi là xong rồi. rồi, các anh chị nha. Ok mà đó đó là cái điều đầu tiên cái hành động của anh chị mà trong trong môi trường câu lạc bộ hướng dẫn các anh chị một số cái hành động để các anh chị gia tăng thuốc tiền bạc đúng không ạ à? thì bây giờ em sẽ nói một số cái hành động để các anh chị thuốc tiền bạc của mình thứ nhất đó chính là các anh chị cần phải cái những cái hành động mà giúp cho các anh chị có cảm xúc về tiền nè anh chị nói vậy tôi cần phải có những cái hành động để có cảm xúc về tiền Chứ không á, là các anh chị mà có nhiều những anh chị mà có nhiều dòng tiền mà vô như vũ bảo, vô như nước á, là anh chị sẽ bắt đầu gì ạ? À? Anh chị sẽ bắt đầu xem thường tiền bạc liền à Đúng không ạ? À? Có không? Xem thường tiền bạc nên là anh chị chỉ cần từ cái khoảnh khắc mà các anh chị xem thường đó là nó sẽ kéo nhau đi thôi. Ok không ạ? À? Giống như em ở đây để mà em có thể có một cái để mà mình có thể tạo ra được mình rất là coi trọng cái đồng tiền của mình các anh chị bởi vì để mà mình có thể có được một đơn hàng á là mình phải làm rất là nhiều mình phải làm từ cái khâu là mình phải làm marketing mình phải làm cái khâu là gì ạ trao giá trị mình xây đỡ mình giúp đỡ sao giá trị sau đó là mình mới có được một cái đơn hàng từ cái đơn hàng đó mình mới có những cái khoản lợi nhuận này kia và để mà cái, cái, cái uh, để mà mình có liên tục có được những cái khoản lợi nhuận như vậy thì mình rất là coi trọng cái đồng tiền đó khi mà có cái lợi nhuận đó mình rất là coi trọng. Coi trọng là cái công sức mà mình đã bỏ ra, mình đã làm marketing, mình đã làm công tác bán hàng, mình phải học tập rất là nhiều, mình phải rèn dũa từ cái kiến thức cơ bản, từ cái kỹ năng cơ bản cho đến mình giỏi hơn giỏi hơn. Và mình rất là coi trọng cái đồng tiền đấy và cứ càng mình càng coi trọng cái tầm tiền đó mình coi trọng cái người khách hàng đã tin yêu mình mình coi trọng cái công việc mà mình đang có mình coi trọng những cái kỹ năng mà mình đã có được mình coi trọng những cái kiến thức mà mình đang có thì sao mà cứ như thế các anh chị lại cứ đi lên tại vì cái gì mình coi trọng thì mình càng sẽ phát triển còn cái gì mà mình xem thường thì nó sẽ đi xuống và chính vì vậy mình mình liên tục coi trọng gì thì thu nhập mình mới tăng trưởng nha anh chị còn nếu mà thời khắc mà các anh chị nào ở đây mà mình mình làm kinh doanh mà mình tạo ra dòng tiền nó nhiều rồi mà các anh chị sẽ bắt đầu có cái dấu hiệu là xem thường. Anh chị thấy tiền nó vô là đó là chuyện bình thường. Anh chị có được cái tiền đó là chuyện bình thường. Đúng không ạ? Nên là thường là những cái tiền mà anh chị đến từ may mắn là anh chị hay để cho nó đi đúng không? Ví dụ như anh chị may mắn anh chị có được cái đơn hàng đó. Nhờ may mắn mà anh chị hấp dẫn được nguồn lực anh chị mới có được cái đơn hàng đó. Khách hàng nó tự động tiền đấy các anh chị hoặc là 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 may mắn anh chị có được cái số tiền đó. Thì thường là các anh chị sẽ không có biết coi trọng. Nhưng mà những cái người như em đây em tạo ra cái dòng tiền đó, cái cái thu nhập đó là bởi vì nhờ từng cái đơn hàng của em. Từ cái lúc mà em làm marketing, cái lúc mà mình làm bán hàng, mình như là một con nhím chăm chỉ mỗi ngày các anh chị. Mình thức dậy sớm, mình làm việc, mình gọi điện, mình trao giá trị, mình học hành như là một cái mình thức dậy mình học mình rèn giữa bản thân mình làm quy trình rồi mình thực hành những cái thói quen của người thành công mình cứ lập đi lập lại như vậy phải nằm Nên khi mà em có một cái đơn hàng đầu tiên em có những cái những cái khách hàng đầu tiên, từ cái lợi nhuận đầu tiên của mình cái lợi nhuận của mình mình rất là coi trọng cái số tiền đó nha anh chị và nếu như em nói rằng nếu mà em xài cái tiền này phung phí thì bao nhiêu cái công sức của em nó sẽ đổ sông đổ biển nên là em rất là coi trọng từng cái đồng tiền mình có và mình chi tiêu mình cân đối mình cân nhắc mình cân nhắc rằng là mình mua cái bộ quần áo này về. Mình mặc cái bộ quần áo này lên mình có thấy mình đẹp hơn không? Mình nó có giúp cho mình uh, nó giúp cho mình là gì. Tốt hơn không? Nó có giúp cho công việc kinh doanh của mình nó tốt hơn hay không? Chưa bao giờ em có một cái thái độ là mình xem thường những đồng tiền của mình các anh chị. Mình rất là trông quý luôn. Hai các anh chị nha. Nên là đầu tiên là cái thái độ về tiền bạc của các anh chị anh chị phải thay đổi. Cái thái độ của mình về cái công việc của mình cũng thay đổi đi các anh chị em hàng ngày em rất là biết ơn cái công việc mà theo đang có nhờ cái công việc như thế mà mới giúp cho mình tạo ra được một tiền để cho mình có cái công việc để mình làm các anh chị ạ à. em không bao giờ hy vọng lần là mình sẽ ngồi không có tiền đâu mà em rất là biết ơn cái công việc mà mình đang có để mà có cái việc để mình làm thì mình biết ơn công việc thì cái công việc đó nó mới tạo ra thu nhập cho mình các anh chị Và chính vì càng càng biết ơn thì sao? Mình càng biết ơn Nên là mình càng làm việc nhiều hơn. Mình càng làm việc nhiều hơn thì mình càng có dòng tiền nhiều hơn. Nên là mỗi tháng là em theo làm việc 30 ngày hết các anh chị nhé. Mỗi tháng là em theo đều làm việc 30 ngày. Từ ngày một 1, 1 cho đến ngày 30 không có ngày nào mà mình không tập trung vào mục tiêu. Không có ngày nào mà mình không tập trung vào công việc kinh doanh. Không có ngày nào là mình lơ lại công việc kinh doanh của mình. 30 ngày ròng rã, ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Em đều biết được rằng là công việc kinh doanh của mình là phải tạo ra bao nhiêu tiền. Bây giờ mình phải thay đổi cái gì, mình phải cải tiến cái gì, mình phải hành động cái gì. Mình phải gia tăng cái gì thì để cho mình đạt được cái lợi nhuận đó. Và cứ một ngày, mùng ngày 1 trôi qua, ngày 2 trôi qua, ngày 3 trôi qua mình cứ tập trung và được bao nhiêu tiền là mình ăn mừng. Yeah, mình đã đạt được bao nhiêu tiền rồi còn lại là 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 bấy nhiêu tiền nữa thôi ok mình lại tiếp tục làm việc mình lại tiếp tục nâng cấp bản thân mình lại tiếp tục thay đổi mình lại tiếp tục gì ạ à, trao giá trị cho khách hàng giúp đỡ khách hàng trao giá trị cho khách hàng tìm kiếm khách hàng giúp đỡ khách hàng mình cứ đúng công thức như thế mà mình làm và thứ biết ơn luôn cái kiến thức của môi trường câu lạc bộ chỉ là nhờ kiến thức của môi trường của bộ đã rèn luyện cho theo trở thành một cái người doanh nhân rèn luyện cho theo kỹ năng nè rèn luyện cho theo tư duy nè rèn luyện cho em cái có giá trị nè đó đây là cái thái độ đầu tiên là các anh chị phải biết ơn tất cả những cái gì mà nó tạo ra tiền nha các anh chị thì các anh chị mới có cái cảm xúc thuốc dòng tiền của mình được còn không là các anh nó đi hết các anh chị nha và công việc của anh chị nó không có thuận lợi được đâu ạ à. nếu như nó không có lòng biết ơn trong đó thì nó sẽ không có thuận lợi được à, các anh chị nha có thể là các anh chị chưa giỏi có thể niềm tin tư duy kiến thức của các anh chị nó chưa phải là một triệu của một triệu phú đô la của một danh nhân chạm tôi hái vàng hoặc là có thể kỹ năng marketing kỹ năng bán hàng của các anh chị nó chưa cao nhưng mà chỉ cần anh chị biết ơn cái công việc của mình thôi ấy. Anh chị biết ơn cái kiến thức mình đang có thôi đấy Anh chị trân quý cái công việc anh chị đang được đang làm Anh chị trân quý từng cái đồng tiền mà các chị làm ra Chỉ cần vậy thôi là các anh chị cũng đã xuất sắc hơn bao nhiêu người kia rồi rồi càng ngày mình càng học mình càng phát triển mình trôi dồi kỹ năng bán hàng kỹ năng marketing trôi dồi kỹ năng làm kinh doanh trâu dò và mình cứ thực hành càng ngày càng tăng lên thì thì thu nhập các anh chị nó lại cứ tăng lên đó nên là cái thái độ đầu tiên các anh chị cần phải có đó, chứ là phải biết ơn biết ơn tiền bạc và có một số anh chị là chỉ biết ơn tiền thôi các anh chị không có biết ơn cái những cái yếu tố tạo ra tiền Ê, ví dụ nha bây giờ một cái bông hoa để mà có được cái bông hoa khi các anh chị nhìn vô một cái rừng hoa tươi đẹp anh chị nói rồi ôi cái rừng hoa đẹp quá tôi nói cái rừng hoa nó đẹp quá đi và tôi rất là thích cái rừng hoa này các anh chị ha vậy thì có bao giờ anh chị nghĩ rằng và anh chị nói rằng là tôi rất là biết ơn cái bông hoa cái bông hoa nó đẹp để cho tôi ngắm nhưng mà có bao giờ anh chị nghĩ là anh chị bao giờ có bao giờ anh chị nhìn vô cái bông hoa anh chị nhìn thấy gì ạ thì bây giờ mình muốn phân tích nè, anh chị nhìn vô bông hoa anh chị thấy gì ạ nếu như mà anh chị nhìn vô bông hoa mà anh chị chỉ thấy cái bông hoa đẹp thôi ấy, thì các anh chị thật sự rằng là cái uh, cái sự sâu sắc của anh chị nó sẽ chưa có cao được và cái cảm xúc các anh chị nó sẽ không có nhiều được và nếu như các anh chị nhìn vô bông hoa anh chị sẽ ngồi anh chị phân tích nè để có một cái hoa đẹp như thế này thì cái người mà chăm hoa sẽ rất là giỏi đúng không ạ cái người mà chăm cái hoa này thật sự rất là giỏi Người đó phải rất là kiên nhẫn để chờ cái bông hoa nó phát triển. Rồi để mà có cái bông hoa này là bao nhiêu cái ánh sáng, bao nhiêu cái năng lượng, rồi nước rồi à, dinh dưỡng cho hoa nó mới có được cái bông hoa này. Thì các anh chị sẽ biết ơn luôn cái người trồng hoa đúng không ạ? Anh chị biết ơn luôn cái người trồng hoa. Anh chị biết ơn luôn những cái gì à? yếu tố như là nắng, Yếu tối như là gì ạ à? đất nước mới có được cái bông hoa cho các anh chị ngắm chứ để có cái bông hoa cho anh chị ngắm thì các anh chị cũng phải nhìn sâu được và ở trên tiktok các anh chị có một số bạn gọi là tiktoker các anh chị mấy bạn mà làm video những cái video hot trend cho các anh chị coi đúng không ạ có một số anh chị vô khen là dù video hay quá một số một số nói rằng là cái video này nó bị lỗi cái này lỗi cái kia đấy bởi vì sao các anh chị cần phải nhìn ra được để mà có cái video để cho các anh chị xem thì đằng sau đó là một cái hậu cần một cái ekip người ta có quằn quại hai bốn tiếng đồng hồ hoặc là có khi 48 tiếng đồng hồ nó mới ra được cái video đó cho các anh chị coi thì nếu như anh chị là cái người mà sống mà gọi là sâu sắc gọi là sống mà đi sâu vô vấn đề đó mà nhìn xuyên thấu được những cái quả ngọt mà các anh chị đang nhìn thấy thì thứ nhất bạn là người có lòng biết ơn tình yêu thương rất lớn anh chị ha em nói là cái tình yêu thương đó, của các anh chị là nhìn đâu cũng 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 thành công, nhìn nhìn chỗ nào anh chị cũng vui vẻ hạnh phúc được hết. Ví dụ như anh chị vô gym này anh chị cứ vô anh chị học như thế này, nhưng nếu như anh chị để ý anh chị quan sát, thì anh chị sẽ biết rằng là để có một cái buổi gym cho mình ngồi đây là phải có một cái hậu cần ở đằng sau. Thứ nhất là có cái người cái đội hỗ trợ đâu mà rồi phải có điện có cái zoom cái zoom nẻ đâu ra cho các anh chị ngồi học ai mua ai trả tiền ai là cái người trả tiền cho cái zoom này cho mình ngồi rồi để mà em lên live stream em zoom cho các anh chị như thế này thứ nhất là em phải skin care rửa mặt cho sạch sẽ đúng không ạ cho lên mà cái mặt tiền nguyên sao mà lên chia sẻ được rồi phải chuốt tóc rồi phải em cũng phải rèn luyện bản thân, em cũng phải về thanh lọc cơ thể, phải làm sạch cơ thể của mình, rồi phải uống nước rồi phải ăn đầy đủ dinh dưỡng, dưỡng chất mới có năng lượng ngồi đây nói chuyện các anh chị được. Mà anh chị biết không ạ, à? khi mà em nói các chị là trong não em nó sẽ tốn rất là năng lượng. Não của em nó có suy nghĩ không ạ? À? Có. Năng lượng nó năng lượng nó tiêu hao rất là nhiều. Mỗi lần chia sẻ các anh chị xong là năng lượng sẽ tiêu hao rất là nhiều cái não của em nó sẽ bị gọi là bị mất đi một phần năng lượng là bởi vì nó 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 làm việc quá nhiều là việc nấu ra nhiều ấy mà calo nữa nấu nó mất calo anh chị thì bây giờ mình mới ngầu mình biết ơn nè mình mình có mình xuyên thấu được vấn đề khi mà các anh chị nhìn xuyên thấu được vấn đề thì cái cảm xúc biết ơn các anh chị nó sẽ cao cảm xúc biết ơn các anh chị cao thì cái cảm xúc biết ơn nó mới chắc chứa trong người các anh chị được còn anh chị nhìn ở đâu chỉ nhìn cũng nhìn cạn hẹp nhìn hạn hiệp là sao ạ à? bữa nay thấy theo chia sẻ không hay ờ đó kiểu vậy đó hoặc là anh chị cứ nhìn vô những cái điểm sai điểm thiếu sót và nó khiến cho các anh chị không vui khiến cho anh chị không có vui vẻ thôi chứ đâu có bị gì đâu em thì không bị gì hết nhưng mà nó khiến cho các anh chị cảm thấy không vui khi mà các anh chị không vui thì sao khi mà anh chị không vui thì thì không vui thì không có tiền đơn giản như vậy thôi à không vui không có tiền thôi à nên là các anh chị cần phải nhìn xuyên thấu vấn đề đi ạ, à. ai là người mở dung này cho mình, rồi cái người lên chia sẻ đó là em cũng phải mặc đồ cho nó đẹp chứ chẳng lẽ mặc bộ đồ ngủ lên chia sẻ cho anh chị đúng không? rồi phải đeo bông tai, rồi phải đánh son, rồi phải mở máy tính lên, rồi phải chuẩn bị màn hình đẹp cho các anh chị rồi phải thiết lại kia. Rồi cái người nào mở dung cho các anh chị Rồi cái người nào gửi máy dung cho các anh chị Rồi cái người nào gì <laughs> các anh chị vô Nó nhiều công tác như vậy Vậy sao ạ à? Thì khi mình nhìn, nhìn xuyên xấu một vấn đề Mình sẽ biết ơn rồi Khi mà anh chị biết ơn thì ai có lợi ạ à? Nhưng mình có lợi với ai Khi mà anh chị biết ơn Anh chị ở trong cái tầng số biết ơn Thì anh chị sẽ tỏa ra một cái năng lượng mạnh nhất Không ai bằng bây giờ cho em hỏi là bao nhiêu chị ở đây nhà mình có con nít à con nít trẻ con à bao nhiêu chị nhà mình có con nít con nít trẻ con nghe à? anh chị thêm hỏi nghe chị tại sao con nít là nó yêu cầu cái gì các anh chị cũng muốn cho nó hết trơn vậy tại sao con nít mà nó yêu cầu cái gì anh chị cũng muốn cho anh chị cũng muốn nhận con nít đúng không ạ bởi vì con nít đó các anh chị nó không có cái cảm xúc ganh tị đố kỵ và ganh ghét nó không có những cái suy nghĩ không tích cực trong đầu của nó nên rằng là cái con nít đó, các anh chị nó luôn luôn tỏa ra cái năng lượng cái năng lượng hạnh phúc các anh chị có thấy lúc nào nó buồn không cái đứa trẻ mà nó buồn khi nào khi mà cái người mẹ nó buồn quá nó buồn theo thôi chứ còn em nó không có hiếm mà tìm cái đứa con nít nào mà nó nó buồn cả ngày đâu các anh chị nhé nó rất là năng lượng bởi vì sao tại sao nó năng lượng như vậy ạ tại vì trong đầu của nó nó không có những cái suy nghĩ tiêu hao những cái suy nghĩ tiêu những cái suy nghĩ độc hại các anh chị Đúng không? nó chỉ có những cái suy nghĩ rất là hạnh phúc thôi con nít nó rất là hạnh phúc chính vì nó ở luôn ở cái tần số hạnh phúc như vậy nên là gì à? nó mới nó mới tỏa ra một cái năng lượng mà tất cả mọi người muốn giúp đỡ nó tất cả mọi người muốn cho nó nó cần cái gì cũng cho đó yêu cầu gì cũng cho em muốn cho muốn cho thì các anh chị có muốn làm một là một lần là ních lại không ạ? À? Nên là anh chị muốn vận hành là anh chị muốn trở thành thỏi 500 xíu tiền này các anh chị phải vậy. Thì ở cái trạng thái như một đứa con nít. Đừng có lo, đừng có gọi là nghĩ quá lên bởi vì các anh chị sao anh chị tưởng anh chị là người lớn rồi. Anh chị nghĩ anh chị là lớn rồi nên thành ra các anh chị phải suy nghĩ nhiều mình phải suy nghĩ nhiều mình phải lo cái này mình phải lo cái kia mình phải lo cho con mình phải kiếm lo kiếm tiền mình lo cái nọ <laughs> Lo nhiều quá dạ luôn chưa kịp làm gì hết Đã, các anh chị nha nên là mình phải làm sao mình chuyển được chuyển qua cái tầng số hạnh phúc hãy làm cho mình hạnh phúc khi bài học này mà anh chị không tốt nghiệp được là là anh chị sẽ rất là không có dễ để mà các anh chị hạnh phúc được thì các anh chị hãy tập cho mình cái tính là nhìn xuyên thấu một vấn đề khi mà em nhìn vô một cái người nào họ có cái thành công á các anh chị, em rất là ngưỡng mộ họ là bởi vì sao? Mình rất là ngưỡng mộ những cái người thành công là bởi vì sao ạ? À? Ví dụ như em nhìn vô một cái người mà bán hàng nhiều á, họ có cái đơn hàng nhiều á. Thì em rất là ngưỡng mộ là bởi vì em biết rằng mà để mà có được những cái khách hàng mà nhiều như thế thì người ta phải dành rất nhiều thời gian để mà gọi điện để mà hỗ trợ để mà giúp đỡ hoặc là cái họ phải dành rất nhiều thời gian cho cái việc mà làm marketing quảng bá nên là mình rất là ngưỡng mộ cái cái công sức mà người ta bỏ ra và nhìn vào những cái người mà họ đạt được mục tiêu mỗi tháng các anh chị nên rất là ngưỡng mộ. Bởi vì em biết rằng là để mà anh chị đạt được mục tiêu trong tháng á thì các anh chị phải tập trung từ ngày đầu tháng cho đến ngày cuối tháng. Thì các anh chị mới đạt được. Còn nếu mà anh chị lơ là, chỉ cần lơ là một ngày hay ngày thôi. Lơ là một tuần thôi. Là mục tiêu các anh chị nó sẽ chênh lệch liền, nó sẽ bị lệch liền. Đây là mình rất là ngưỡng mộ những cái người mà tháng nào cũng đạt được mục tiêu có nghĩa là tháng nào họ cũng tập trung rất là cao độ vô trong cái công việc của họ vô trong cái mục tiêu của họ các anh chị thì mình ngưỡng mộ họ hay là mình chê trách họ hay là mình mình phỉ nhán họ phỉ, phỉ mình, mình mình xem thường họ các anh chị ơi thì theo các anh chị nếu như các anh chị có một cái góc nhìn như vậy thì các anh chị ngưỡng mộ anh chị ngưỡng mộ anh chị, anh chị chúc mừng cho họ anh chị thấy thương họ anh chị chúc mừng là bởi vì sao ạ à? là bởi vì họ xứng đáng không các anh chị anh chị thấy họ xứng đáng không ạ à? rất là xứng đáng xứng đáng với cái công sức mà ngày nào tháng nào họ cũng tập trung như mục tiêu ngày nào họ cũng làm tất cả vì mục tiêu của mình họ làm họ sẵn sàng bỏ những cuộc chơi sẵn sàng bỏ những bộ phim sẵn sàng bỏ những cái thức ăn những cái đồ ăn này kia để họ vì cái mục tiêu của họ thế thì mình phải chúc mừng họ trước các anh chị chúc mừng bởi vì họ đã có được cái thành công họ lo cho ai à? họ bởi vì họ thương cha mẹ của họ nếu như họ không thương cha mẹ của mình không thương anh chị em của họ thì sao ạ anh nên là em nói cái chị rằng là người thành công nào cũng yêu thương gia đình anh trơn anh chị nhé hôm qua em có em có đi đánh tình nít chưa người thầy của mình thì lãnh đạo của mình ha thì lãnh đạo của mình anh ấy rất là giỏi anh ấy có một đứa em trai nha anh chị em trai của anh ấy là có một cái tư duy của tỷ phú tư duy tỷ phú nghĩ là sao là đưa bao nhiêu tiền cũng xài hết tại vì từ hồi nhỏ giờ em trai là được cưng từ nhỏ rồi đó, nhưng mà bởi vì anh ấy rất là yêu thương em của mình thì cái hôm đó là đi đến tennis thì em của anh ấy cũng đi qua đến tennis cái xong cái em mới thấy rằng là anh ấy mới nói rằng là em uống cái này đi em uống cái bình nước này đi uống hết đi rồi vô đánh cho nó năng lượng cho nó khỏe thì khi mà mình nhìn cái cách cái người lãnh đạo của mình cái người thầy của mình chăm sóc đứa em rằng là cứ thuyết phục đứa em đó là uống hết cái ly đó đi để nó vô nó đánh tên nít cho nó khỏe thì em biết rằng là em là em em biết rằng là anh, anh đưa uống cái gì là em biết vậy em biết là uống cái đó rất là khỏe và em hiểu được cái cảm giác rằng là bản thân của mình là cái người rất là biết cái đó nó rất là tốt nhưng mà cái người thân của mình họ là không biết đó, anh chị họ không có làm theo và mình nhìn cái cách ảnh chăm sóc yêu thương đứa em mình để em cảm thấy rất là xúc động em cảm thấy rằng là đó là lý do tại sao mà anh lại thành công như thế là bởi vì em biết được rằng anh rất là yêu thương em của mình và như, cũng giống như em thôi em cũng rất là yêu thương uh, chị em của mình và em cũng rất là yêu thương gia đình của mình các anh chị yêu thương cha mẹ chị em của mình để em mới nhận ra là không có người thành công nào mà không có yêu thương gia đình nào hết các anh chị chính vì anh rất là yêu thương gia đình nên anh mới tập trung làm việc tập trung uh, xây dựng cho mình một cái công việc kinh doanh làm việc từ ngày mùng 1 cho đến ngày 30 không một ngày nào nghỉ và làm xong rồi ảnh mới đi chơi nghĩa là nhiệm vụ của hoàn thành rồi mới đi chơi à các anh chị nha đây là gì ạ thái độ đầu tiên để các anh chị có thể thay đổi chính là hãy thay đổi cái thái độ đúng đắn về tiền bạc đó chính là hãy yêu thương được không ạ yêu thương gia đình của mình hãy hãy nuôi dưỡng cho mình cái cảm xúc yêu thương và biết ơn nhìn vấn đề nào á, thì nhìn xuyên thấu vô để mình biết được rằng là để có được cái thứ này mà mình xài á, thì nó phải người phải phải cần bao nhiêu con người để mà có cái kiến thức này cho các anh chị nghe thì anh chị phải hiểu rằng là theo phải học qua bao nhiêu lớp để mình luôn có cái để mình đụng vô cái gì mình cũng phải biết ơn các anh chị ạ à. đụng vô cái gì nó cũng tốn tiền hết á không có gì không có tiền đâu các anh chị nha đúng vô cái gì nó cũng tốn tiền đó nó cũng tốn công sức của hàng trăm người hàng nghìn người tạo ra nên là anh em mất xem thường mọi thứ lại tại vì cái gì anh em cũng xem thường anh chị xem nó vô thường nên là anh em sống nó không hạnh phúc thì sống không hạnh phúc thì sao ạ à? thì chồng cũng rời bỏ bạn vợ cũng sẽ rời bỏ bạn con cái của bạn cũng sẽ rời bỏ bạn Cha mẹ của bạn cũng không thèm ngó tới bạn Đồng đội đấu tác gì Sếp cũng đuổi bạn luôn Công việc nó cũng né bạn luôn Tiền bạc nó cũng rời xa bạn luôn Hai các anh chị Rồi cơ thể của bạn Sức khỏe của bạn Cái linh hồn bên trong của bạn Nó cũng dẹp bỏ bạn luôn Tôi bye bye bạn nha Bạn sống kỳ quá Tôi nghĩ chơi với bạn Tôi đi đây tôi về Cái phía âm dương này Tôi đi đây không ạ cơ thể của anh chị nó cũng không khỏe nổi đâu ạ à. nó cũng nó cũng không thể nào mà chấp nhận được cái người không có yêu thương nó đâu ạ à. nên đầu tiên là các anh chị hãy nuôi dưỡng cho mình tình yêu thương và lòng biết ơn đi tại sao anh chị không có nhiều hơn đơn giản là các anh chị đang xem thường mọi thứ có, một, à, có một hồi hôm qua có người chị nói là theo giúp đỡ chị giúp đỡ chị vào và nhóm rèn luyện đi nhóm rèn luyện 60 ngày đi vô nhớ luyện 60 ngày đi ờ, bây giờ là chị không có thời gian để học nhiều chồng của chị là không ủng hộ chị trong quá trình học ờ, rồi chị đi làm nhiều lắm chị đi làm đầu tối mặt là tiết ờ tối đoạn mặt tích mặc tích mặc tối chị không có thời gian để chị học chị phải lo hai đứa con nhỏ nữa thế xong em nói rằng là bây giờ chị luyện lòng biết ơn đi chị biết ơn làm sao mà chồng của chị mà sang ủng hộ, qua, quay qua yêu thương ủng hộ chị, rồi chị biết ơn làm sao mà con cái của chị nó nó, nó, nó hậu thuẫn cho chị làm việc, rồi chị nuôi dưỡng tình yêu thương biết ơn làm sao mà công việc của chị sao nó nhẹ nhàng để chị có nhiều thời gian hơn. <laughs> lúc đó thì rồi rồi em rồi mới vào lúc đó là em tin lúc đó chị sẽ có đủ cái điều kiện để mà chị có thể vào nhóm rèn luyện 60 ngày, chị sẽ vào được rất là dễ dàng. Tại vì anh chị đang xem thường mọi thứ Nên là chồng cũng không ủng hộ <laughs> Anh chị sống nó không có được Nên là người chồng không có hòa hợp với anh chị Rồi công việc sao là công việc nó cũng không có hòa hợp luôn Nên là anh chị làm hoài Tại vì mình làm không có giỏi Nên mình mới làm hoài nên mới tốn thời gian Rồi con cái nó không hòa hợp với các anh chị Nên là nó khóc que que làm phiền các anh chị Nó không cho các anh chị đi làm nó nên là em nói là giờ chị luyện biết ơn đi chị biết ơn làm sao mà hả chị dư giả thời gian rồi chị vô đây học gì biết ơn làm sao mà mọi thứ thỏa mái đi làm sao mà chồng quay qua ủng hộ luôn đi rồi thì vô học cũng còn kịp không có gì hết trơn giờ luyện làm biết ơn trước đi hai anh chị nhìn vô không đó chứ bây giờ đang cảm xúc như vậy mà bây giờ em nói anh chị là cái cảm xúc của chị đó đang như thế tại vì không có không có không có trân trọng những thứ bên cạnh của mình nên là chồng của không hòa hợp con của không hòa hợp công việc của hòa hợp tiền bạc nó cũng hòa hợp thì bây giờ anh chị em có giúp anh chị vào nhóm rèn luyện 60 ngày đi chăng nữa thì anh chị cũng có trăng quý đâu cùng lắm là anh chị học một bữa hai bữa các anh chị cũng nếm mà mà cái nhóm rèn luyện này là nó sẽ đồng hành với anh chị cả cuộc đời Th thiết kế lại cuộc đời cho các anh chị rồi xây dựng cuộc đời cho anh chị luôn đầu tiên là phải thiết kế lại cái bản tầm nhìn cho anh chị đúng không là mình cần phải xây dựng cái gì mình cần phải xây dựng sức khỏe làm sao ờ, cái 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 lộ trình cuộc đời của mình làm sao và đồng hành với anh chị cả đời mà đâu có đồng hành một buổi hay buổi đâu có anh chị đâu có học một buổi hay buổi rồi anh chị nghĩ đâu mà đi với các anh chị xuyên suốt cả cái hành trình cuộc đời các anh chị luôn là coi như anh chị có một cái tấm vé để mà anh chị ở với môi trường câu lạc bộ xuyên suốt để mà anh chị để mà anh chị thích nâng cấp bản thân thì anh chị sẽ có cái nơi để anh chị nâng cấp bản thân để anh chị thích có cái rèn giũa bản thân để anh chị có cái môi trường để anh chị rèn giũa bản thân ok không ạ tuyệt vời không Ờ um, các anh chị đã sở hữu cái tấm vé này chưa biết ơn không ạ à? nên là em nói rằng là biết ơn đi biết ơn đủ đi là chị sở hữu được nhóm rèn luyện thôi Trong chủ nhật tuần này các anh chị nha là mình sẽ được làm cái quy trình cá chép hóa rồng nha anh chị sẽ từ cái con cá chép anh chị sẽ được uh, hóa thành một con rồng có nghĩa là nó có một cái quy trình đưa các anh chị từ con cá chép hóa thành cái con rồng trong cái quy trình đó các anh chị sẽ gì vậy? nắm cái mục tiêu của các anh chị cái mục tiêu của các anh chị là anh chị sẽ được thiết kế một cái bản tầm nhìn về cuộc đời của mình thì cái bản tầm nhìn này nó giống như là cái sợi chỉ á. cái sợi chỉ để mà kéo các anh chị từ cái bờ sông bên này qua cái bờ sông bên kia à, Các anh chị hình dung mà cuộc đời của mình nó giống như là một cái dòng sông vậy đó các anh chị Và việc của các anh chị là đi từ bờ bên này qua bờ bên kia đó không ạ Nhưng mà nếu như mà các anh chị không có một cái đích đấy Anh chị không có một cái tầm nhìn rõ ràng Thì có phải là các anh chị sẽ đi lung tung không? Các anh chị có phải là các anh chị sẽ đi lung tung là lèn xè không ạ Và có một số anh chị là mình hy vọng anh chị hy vọng rằng là anh chị cứ tiến lên phía trước là anh chị sẽ tới đúng nơi nhưng không các anh chị Anh chị phải thiết kế cho mình một cái bản tầm nhìn Là vào năm bao nhiêu tuổi Thì các anh chị sở hữu doanh nghiệp Bao nhiêu tiền thu nhập thụ động Vào năm bao nhiêu tuổi thì các anh chị phải sở hữu cho mình Cái bất động sản Tạo thu nhập thụ động đầu tiên Cơ thể sức khỏe các anh chị phải như thế nào Rồi gia đình của các anh chị phải ra sao Hạnh phúc ra làm sao Cái ngôi nhà mà các anh chị ở như thế nào Cái chiếc xe anh chị đang đi nó như thế nào Cái con người mà anh chị sẽ trở thành Trong tương lai là ai và như thế nào và hôm qua có một cái người chị ăn mừng với theo theo ơi chính thức chị đã chuyển qua căn nhà mới căn nhà mà chị đã thiết kế trong cái bản tầm nhìn mà chị đã được học trong dấu này liền sau ngày làm chủ cuộc đời bây giờ chị rất là hạnh phúc cái ngôi nhà đẹp lắm đó anh chị chị nói là chị mới chuyển vào và cái ngày mà gặp theo chị học chị đâu có gì trong tay đâu các anh chị và chỉ học chỉ rèn luyện chỉ phát triển công việc kinh doanh của chị ấy và cứ có tiền chỉ tích góp và ngày hôm nay chị cũng đã sở hữu căn nhà như như cái lúc mà chị được cài đặt không biết này có ở đây không, không biết bên này có còn vô vô không thì vợ nghe gì ơi nên là các anh chị phải được thiết kế lại cái bản tầm nhìn anh chị muốn làm gì làm thì thiết kế lại cái bản tầm nhìn được rồi muốn đi đâu đi muốn làm gì làm muốn sống sao sống thì mình sẽ nương theo cái 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 bản tầm nhìn đó mà mình sống các anh chị mình làm mọi thứ mình học mọi thứ mình phát triển mọi thứ chỉ để hướng tới cái bản tầm nhìn đó thôi đừng có đi lang mang nữa các anh chị anh chị đang lang mang anh chị đang bận rộn suốt ngày là bởi vì anh chị không có cái bản tầm nhìn cụ thể ok ha thì các anh chị có thể ra quyết định để mà mình có mặt trong cái nhóm này sau ngày làm chủ cuộc đời trong cái nhóm chủ nhật tuần này nha mà phải là chủ nhật tuần này và những anh chị nào đây mà mình có mặt trong cái chủ nhật tuần này thì theo sẽ tặng cho các anh chị một cái bản thôi miên nữa mà một cái bản thôi miên về cái về cái cuộc sống của một doanh nhân anh chị có thể có một cái một cái bài mẫu để các anh chị làm cho mình cái okay, các anh chị ơi rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều à, thế các anh chị mà có mặt trong cái nhóm này luyện này thì các anh chị hỏi trưởng nhóm của mình nhé để họ hỗ trợ cho kịp thì vô làm quy trình với theo luôn ha rèn luyện sớm thì thành công sớm chứ đừng có để giống như bạn của em á bạn của em nó không làm ra tiền đó nhưng mà bữa nay nó phải nếu mà nó không có con nó là nó không có được yên thân vậy anh chị sẽ được rèn luyện lại từ cái tư duy về tiền bạc suy nghĩ về tiền bạc những cái cảm xúc về tiền bạc những cái thái độ sống về tiền bạc về cuộc sống này về sức khỏe về mối quan hệ tất cả mọi thứ anh chị phải được chuẩn chỉnh lại hết và cùng với các anh chị xây dựng cuộc đời của mình ok là rồi hẹn các anh chị trong chủ nhật tuần này nha bao nhiêu anh chị đây mình ra quyết định trong chủ nhật tuần này các anh chị phải hoàn thành xuất sắc cái quy trình cá chép hóa rộng rồi ạ à. hãy comment tôi nào phải hoàn thành xuất sắc nha ok rồi người thành công nói là làm rồi buổi trưa ngày à, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ à. buổi trưa ngày hôm nay thì môi trường câu lạc bộ cũng sẽ có buổi dung hỗ trợ cho các anh chị ha rồi buổi buổi tối ngày hôm nay thì cũng sẽ có cái buổi dung cho các anh chị vào lúc 20h30 các anh chị nhớ theo dõi hay như anh chị nào mà đang xem live stream ấy, thì mình có thể zone vào trong cái link nhớ học tập để mình có được cái uh, cái mã dung mình vào dung thì mình sẽ kỷ lục hơn còn anh chị nào đây mình đã trong dung rồi thì sao ạ à? chúc mừng thì các anh chị hãy ăn mừng tương tác với trưởng nhóm các anh chị hãy chia sẻ thành công cho họ để họ có thể biết được là các anh chị đang ở đâu và mình có một cái một cái mối quan hệ để mà họ có thể giúp đỡ các anh chị nhiều hơn ok không ạ à? rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ à. xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi zoom 4 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau thì sẽ tiếp tục chia sẻ cho các anh chị những cái tư duy những cái suy nghĩ cái cách suy nghĩ để các anh chị có thể thay đổi được cái Uh, biến mình trở thành một thỏi 500 thuốc tiền ha. Rồi, cảm ơn các anh chị nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị nào.